BLACKBI, BarberShop Vũ Trí. Yeah. Hey, mày đi đâu đây? Mày đó, mày đi đâu đây? Tao đi cắt tóc. Vậy mời mày vô. Bữa sau tao ghé. Mày đi vô đây đây. BarberShop Vũ Trí, let's go. Tạo phong cách thú vị, let's go. Mày thích cắt kiểu gì ngồi xuống đây nó mong muốn đủ ý. Ê, nếu dân chơi đủ kỹ thì tattoo vài nét gọi là chơi. Nếu văn phòng chiến thức thì undercut mày nên biết đây là nơi. Tạo ra phong cách mới, nếu mày muốn tóc đẹp thì nên ngồi đợi. Hàng ngày tiệm này đông khách tới, anh Trí anh Vũ ngồi cười lời lại. Chọn xong kiểu là chơi, mày chơi tới đâu chiều mày tới đó. Cắt xong vô gội đầu đẹp trai hai mái tự động nhiều gái tới ngó. Khó chi vài đường kéo lắc léo, bước vô đây là mày chọn chắc kèo. Không bước vào thì đời mày chắc héo, vì mày xấu như chó để mày dính mắt mèo. Bước vô đây đi nào em trai, gái gặp mày nó phải say hi. Vì mày chọn đúng chỗ rồi đó, xong đẹp trả tiền lần sau quay lại. BarberShop Vũ Trí, nhiều chi nhánh lựa chọn. BarberShop Vũ Trí, đỉnh cao đất Sài Gòn. BarberShop Vũ Trí, nhiều chi nhánh lựa chọn. BarberShop Vũ Trí, đỉnh cao nhất Sài Gòn.